Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin quốc tế mới nhất được phát sóng hàng ngày trên kênh tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo và ba cố vấn cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đệ đơn từ chức sau khi đảng cầm quyền thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua. Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông tin từ văn phòng Tổng thống Hàn Quốc sáng ngày 11 tháng 4 cho biết, Thủ tướng Han Duck-soo và ba cố vấn cấp cao của Tổng thống, trong đó có chánh văn phòng Lee Kwan-seop, đã đồng loạt đệ đơn từ chức. Ông Han Duck-soo cho biết, chính phủ Hàn Quốc sẽ chấp nhận kết quả bầu cử quốc hội và sẽ tích cực hợp tác hơn nữa với quốc hội do đảng đối lập kiểm soát. Trong một diễn biến khác, lãnh đạo đảng Sức mạnh Nhân dân cầm quyền Han Dong-hun cũng tuyên bố sẽ từ chức và nhận trách nhiệm về thất bại của đảng này trong cuộc bầu cử quốc hội vừa diễn ra. Theo kết quả kiểm hầu hết số phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội Hàn Quốc, đảng Dân chủ đối lập và các đảng liên minh đã giành được hơn 170 ghế trong tổng số 300 ghế ở quốc hội. Trong khi đó, đảng cầm quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol và các đảng liên minh giành được 108 ghế. Kết quả này có nghĩa là các lực lượng đối lập theo chủ nghĩa tự do sẽ mở rộng quyền kiểm soát quốc hội, thậm chí trao cho họ quyền lập pháp để lật ngược các quyền phủ quyết. Cuộc bầu cử hôm 10 tháng 4 được nhiều người coi là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm giữa kỳ đối với Tổng thống Yoon Suk-yeol, người nhậm chức vào năm 2022 với nhiệm kỳ 5 năm. Phát biểu sau thất bại của đảng cầm quyền, Tổng thống Yoon Suk-yeol tuyên bố sẽ cải cách các vấn đề nhà nước để phản ánh ý chí của người dân, tiến hành cải cách các vấn đề nhà nước và nỗ lực hết sức để ổn định nền kinh tế cũng như sinh kế của người dân. Chính phủ Hàn Quốc sẽ xem xét lại các vấn đề chung của quốc gia và nỗ lực nhiều hơn nữa để cải thiện kinh tế cũng như thúc đẩy các nhiệm vụ cải cách vì tương lai của đất nước. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng Washington đang muốn làm suy yếu và loại Moscow ra khỏi bản đồ địa chính trị thế giới thay vì tìm cách kết thúc xung đột ở Ukraine. Theo hãng tin TASS, trong ngày 9 tháng 4, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã lên tiếng phản bác ý kiến của nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Turner cho rằng quan điểm thân Nga trong Quốc hội Mỹ đang khiến nỗ lực viện trợ của Washington cho Kiev trở nên khó khăn hơn. Ông Antonov nói, phe diều hâu ở Mỹ không muốn kết thúc xung đột ở Ukraine mà họ muốn Nga trở nên kiệt quệ hoặc thậm chí là bị xóa khỏi bản đồ địa chính trị thế giới. Tại Mỹ, Moscow bị cáo buộc hàng ngày vì mọi vấn đề, nhưng Washington lại không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, việc hỗ trợ Ukraine đang gây ra sự mệt mỏi về mặt tài chính cho Mỹ và các nước phương Tây. Ông Antonov nhận xét, sự mệt mỏi của người dân Mỹ trước gánh nặng tài chính cho Kiev là rõ ràng. Họ phải làm việc và trả thuế, nhưng số tiền này lại dùng để hỗ trợ quân sự cho một quốc gia ở Đông Âu. Đây là điều khó hiểu bởi Mỹ còn hàng loạt vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách cần phải giải quyết. Trong bình luận của mình, ông Antonov cũng cáo buộc Washington phớt lờ lợi ích của Moscow khi ủng hộ và vận động cho Ukraine gia nhập vào NATO. Ông Antonov nói thêm, về cơ bản, việc Ukraine gia nhập NATO là không thể chấp nhận được trong bất kỳ trường hợp nào. Đây là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Nga. Những chính trị gia Mỹ đã phớt lờ lợi ích cơ bản của Moscow và hy vọng hão huyền rằng Nga sẽ chấp nhận việc Ukraine gia nhập một khối đối đầu với chúng tôi. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thừa nhận rằng, vị thế thành viên của Ukraine trong Tổ chức Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO là đi ngược lại với các lợi ích quốc gia của Nga. Theo hãng tin Sputnik, phát biểu ngày 9 tháng 4 tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, Bộ trưởng Austin nói, nếu là Nga, tôi sẽ không muốn Ukraine trở thành thành viên NATO. Tôi cũng sẽ không muốn Phần Lan và Thụy Điển là một phần của NATO. Ông cho rằng, việc mở rộng khối quân sự này trong năm qua đã tạo ra điều kiện tồi tệ hơn cho Nga, qua đó về cơ bản thừa nhận rằng khối quân sự này tiềm ẩn mối đe dọa đối với Moscow. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO và hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington vào tháng 7 tới sẽ làm rõ vai trò của khối quân sự này trong việc hỗ trợ Ukraine về lâu dài. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần phản đối việc mở rộng NATO. Ông cho rằng việc Ukraine gia nhập liên minh quân sự này sẽ tạo ra mối đe dọa an ninh quốc gia trực tiếp đối với Nga, đồng thời nhấn mạnh Moscow coi tình trạng không liên kết của Ukraine là cực kỳ quan trọng để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài suốt nhiều năm. Truyền thông Anh cho biết, Ngoại trưởng nước này, ông David Cameron, đã gặp cựu Tổng thống Donald Trump vào tối ngày 8 tháng 4 theo giờ Mỹ, trước khi có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào ngày 9 tháng 4. Báo chí Anh cũng lưu ý thêm rằng ông Cameron sẽ không có lịch gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden. Thông tin trên đã ngay lập tức gây tranh cãi trong dư luận.
Trong tuyên bố đưa ra ngày 8 tháng 4, một phát ngôn viên văn phòng đối ngoại của Anh cho biết, trước chuyến thăm tới Washington, Ngoại trưởng sẽ gặp cựu Tổng thống Trump ở Florida vào ngày 9 tháng 4. Đây là một hoạt động bình thường khi các bộ trưởng gặp gỡ ứng viên đối lập như một phần trong hoạt động quốc tế thông thường. Trang Politico lưu ý, khi còn là Thủ tướng Anh, ông David Cameron cũng có cuộc gặp với Thượng nghị sĩ Mitt Romney trong thời gian ông Romney tranh cử Tổng thống. Theo báo Guardian, Ngoại trưởng Cameron lần này gặp Ngoại trưởng Blinken cũng như Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và nhà lãnh đạo phe Cộng hòa ở Thượng viện Mitch McConnell. Ông Cameron cũng được kỳ vọng sẽ gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Tờ báo Anh ngoài ra cũng lưu ý, ông Cameron sẽ không có lịch gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tháng trước, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã đến Mỹ, cũng chỉ gặp ông Trump mà không gặp ông Biden. Chuyến đi của ông Cameron nhằm thúc giục các nghị sĩ Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine, cũng như thảo luận về cuộc chiến giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của người Palestine ở dải Gaza. Quốc hội và lưỡng đảng ở Mỹ hiện tranh cãi xung quanh gói viện trợ Ukraine trị giá 60 tỷ đô la. Phần tài chính này bị mắc kẹt do ý kiến hoài nghi về Ukraine cũng như bất đồng trong vấn đề phân bổ cho những chính sách khác. Vì vậy, ông Cameron sẽ tới Mỹ với thông điệp cảnh báo thành công của Ukraine là rất quan trọng đối với an ninh của Mỹ và châu Âu. Việc Ngoại trưởng Anh gặp ông Trump cũng có thể được hiểu nhằm cố gắng tác động ít nhiều tới quan điểm của Đảng Cộng Hòa về Ukraine. Chuyện một Ngoại trưởng Anh tới Mỹ gặp ông Trump gây chú ý và có phần nhạy cảm khi ông Trump và ông Biden dự kiến sẽ có màn tái đấu tranh vị trí Tổng thống tại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 vào tháng 11 tới. Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã bật đèn xanh với hợp đồng mua bán quân sự khẩn cấp trị giá 138 triệu đô la Mỹ cho Ukraine nhằm cung cấp phụ tùng quan trọng và giúp Kiev sửa chữa, nâng cấp hệ thống tên lửa Hawk của mình. Động thái này được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố vào ngày 9 tháng 4. Theo đó, Washington cho rằng Ukraine có nhu cầu cấp thiết về hỗ trợ bảo trì để duy trì hoạt động của hệ thống tên lửa Hawk. Thông báo này được đưa ra sau một đợt hỗ trợ đạn dược trị giá 300 triệu đô la Mỹ mà Lầu Năm Góc đã công bố vào tháng trước. Cả Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ đều đang tìm mọi cách để tiếp tục sự hỗ trợ cho Ukraine khi gói viện trợ cho Kiev trị giá 60 tỷ đô la Mỹ vẫn bị đình trệ tại Quốc hội. Hawk là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung có chức năng phòng không, một trong những nhu cầu an ninh hàng đầu của Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm, Ukraine có nhu cầu cần thiết phải tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công tên lửa của Nga. Việc bảo trì và nâng cấp hệ thống vũ khí Hawk sẽ nâng cao khả năng của Ukraine trong việc bảo vệ người dân cũng như cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này. Trong phiên điều trần ở Quốc hội ngày 9 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh rằng nếu không có sự hỗ trợ, Ukraine sẽ không thể đánh bại Nga. Ông Austin tuyên bố, vấn đề của Ukraine là kết quả của cuộc xung đột ở Ukraine cũng sẽ có tác động toàn cầu đối với an ninh quốc gia của chúng ta. Nếu Kiev thất thủ, điều này có thể gây nguy hiểm cho các nước láng giềng thành viên NATO vùng Baltic và có khả năng kéo quân đội Mỹ vào một cuộc chiến tranh kéo dài ở châu Âu. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell nhận định, việc Nga giành quyền kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine có thể làm thay đổi cán cân quyền lực ở châu Âu. Phát biểu trước Ủy ban Quốc gia về quan hệ Mỹ-Trung ngày 9 tháng 4, quan chức Ngoại giao Mỹ cho hay, chúng tôi đã trực tiếp nói với Bắc Kinh rằng nếu điều này tiếp diễn, nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ Mỹ-Trung. Chúng tôi sẽ không ngồi yên và nói rằng mọi thứ đều ổn. Theo ông Campbell, duy trì hòa bình, ổn định ở châu Âu là sứ mệnh quan trọng nhất của Mỹ trong lịch sử. Mỹ đã bắt đầu gửi hệ thống Hawk đến Ukraine từ năm 2022 như một phần trong nỗ lực nâng cấp cho hệ thống tên lửa phòng không Stinger có kích cỡ nhỏ hơn, tầm bắn ngắn hơn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để nhận thông báo khi có video mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!